Jason Arthur Ashe Stadium. Rafael Nadal đối đầu Matteo Berrettini cho tấm vé vào chung kết US Open 2019. Sau 2 giờ 34 phút đọ tài, vua đất nền đã khuất phục đối thủ với chiến thắng 6-4, 6-1. Kết quả này giúp Rafa có lần thứ 5 có mặt ở một trận chung kết US Open. Đối thủ của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là Daniel Medvedev, tay vợt của Nga từng gác vợt trước vua đất nền ở chung kết Rogers Cup hồi tháng trước. Cuộc so tài này sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 9. Do quá tin tưởng vào khả năng xuất hiện siêu kinh điển Federer Nadal tại US Open, một cổ động viên quyết định đầu tư 53.000 đô la Mỹ, sắp xỉ khoảng 1,2 tỷ đồng để mua 4 vé VIP xem trận chung kết, sau đó đem rao bán trên một website chuyên về vé chợ đen. Tuy nhiên, cơ hội làm giàu của cổ động viên này đã tiêu tan khi Roger Federer phải dừng bước ở tứ kết trước Dimitrov, vắng bóng tại top hành. Giá vé rẻ nhất cho trận chung kết giảm nhanh chóng từ 486 đô xuống chỉ còn 176 đô. Sau chiến thắng ở GP Bỉ cuối tuần trước, Charles Leclerc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên đường đua Monza, nơi được xem là thánh địa của tốc độ. Tay đua đến từ Monaco dẫn đầu trong cả hai phiên đua thử với thành tích lần lượt là 1:27,905 giây và 1:20,978 giây. Tối nay, các tay đua sẽ bước vào chặng đua phân hạng. Cuộc đua chính thức sẽ diễn ra vào tối mai, hứa hẹn sẽ vô cùng khó lường khi dự báo thời tiết tại Monza có thể đổ mưa bất chợt. Chia sẻ trước chặng đua chính thức tại Monza, Lewis Hamilton cho hay nếu một ngày anh gia nhập Ferrari thì lý do là bởi muốn thay đổi môi trường làm việc, chứ không phải do danh tiếng của đội đua Italia. Tôi không nghĩ mình sẽ bị dụ dỗ để chia tay Mac. Tôi nghĩ nên gọi đó là một phần của kế hoạch cuộc đời, nhưng tôi không nghĩ đó là bây giờ. Ferrari đang sở hữu hai tay đua tuyệt vời. Tôi nghĩ họ đang rất hài lòng với Leclerc. Tôi cực kỳ háo hức vì được theo dõi quá trình trưởng thành của cậu ấy. Được biết, hợp đồng giữa Lewis Hamilton và Mercedes sẽ có thời hạn đến năm 2022. Mức lương tay đua người Anh đang nhận tại Mercedes là 45 triệu euro một mùa, nhiều hơn gấp rưỡi so với Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang nhận 30 triệu euro một mùa tại Juventus. Tối qua, sự kiện One Immortal Tram đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh với những cuộc đọ sức kickboxing và Muay Thái đẳng cấp thế giới. Trong ngày ra mắt One Championship, Nguyễn Trần Duy Nhất tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với võ sĩ người Malaysia Aswan Jawil. Duy Nhất đã buộc đối thủ liên tục nằm sàn bằng những cú đá vòng cầu chính xác. Aswan Jawil chỉ trụ vững đến hiệp 3 trước khi bị hạ knock out bởi cú đá móc chuẩn xác từ huyền thoại Muay Thái của Việt Nam. Trước đó, võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn cũng đã giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận trước Pujal the Cyclone Thomas. Trong khi đó, ở trận đấu tâm điểm của sự kiện, võ sĩ Nomogayan Hadao đã bảo vệ thành công đa vô địch hạng Bantamweight sau khi giành chiến thắng nhờ tính điểm trước Bryce Devon. Để tri ân những gì mà LeBron James đã cống hiến cho NBA nói chung và Nike nói riêng, dòng giày nổi tiếng đến từ Mỹ đã quyết định dành tặng cho nhà vua một món quà ý nghĩa lớn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Theo đó, tòa nhà mới nhất trong tổ hợp thể thao World Headquarters Campus Expansion, tọa lạc tại Bavarian, Bank Origin sẽ được mang tên LeBron James Building. Nhìn từ bên ngoài, trung tâm này có một sân cỏ nhân tạo và một đường chạy 200m. LeBron James Building sẽ chính thức mở cửa vào năm 2020. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp Astralis, Stewie 2K, tuyển thủ của Liquid đã phải nhận tin dữ khi tài khoản stream bị mất vào tay một hacker. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Stewie 2K cho hay có ai đó đã đánh cắp tài khoản stream, bất chấp việc anh đã thiết lập xác thực hai lớp. Sau khi sự việc xảy ra, đội chống hacker của Valve đã lấy ra được tài khoản cho tài năng trẻ của team Liquid, song tên hacker đã nhanh chóng tẩu tán hết sạch skin có trong tài khoản với giá trị lên tới hàng ngàn đô la Mỹ. Sau 4 tiếng đồng hồ thi đấu căng thẳng, sự vượt trội trong khâu macro đã giúp FunPlus Phoenix đánh bại Royal Never Give Up với tỷ số 3-1, qua đó có lần đầu tiên vô địch LPL. Chiếc vô địch LPL mùa hè 2019 đã giúp FPX đến với chung kết thế giới 2019 dưới tư cách là hạt giống số 1 LPL, trong khi RNG sẽ là hạt giống số 2. Kết quả này mở ra một kịch bản đầy thú vị khi RNG có khả năng rơi vào cùng bảng đấu với SKT, nhà vô địch LCK mùa hè 2019.